chọn ốc như nào cho đầy câu. Đó, thì cái khâu chọn ốc này là khâu cực kỳ quan trọng luôn. Huân vẫn khuyên anh em, vẫn nói với anh em, vẫn chia sẻ với anh em. Nếu mà cá đi ăn, chả cần thính quá gì cả, quánh nguyên ốc không được vào việc rồi. Anh em có nghe rõ không nhỉ? Nếu mà cá đi ăn, anh em chỉ cần ốc không thôi, anh em đánh nó vào việc rồi, không cần thính bã gì cả. Đây là một lời nói cực kỳ chân thành luôn, rất thật luôn, rất thật luôn đấy nhá. Cá đi ăn anh em quay ốc không là vẫn vào việc, nhưng với một vài cái lý do gì đó chúng ta mất niềm tin, thiếu tự tin, và chúng ta có một cái niềm tin gì đó vào thính và chúng ta đã trải nghiệm rồi, cho nên là nhiều lúc chúng ta không dám đánh ốc không, chúng ta vẫn phải có một cái gì đó, đúng không đấy. Cho nên là nhiều lúc anh em cứ buồn buồn làm chậu ốc đổ xuống đôi khi vào việc. Anh ơi, mùa này đánh quả combo V2 của anh vào việc không anh? Đánh thôi nhá. Tài chính 2 triệu rưỡi, có cây cần nào 10 mét sân hàng có nhá. Cụ yêu xe 75 ring nhá. Có 2 triệu rưỡi có cây 10 mét sân hàng. Thì về con ốc, để chọn con ốc nó là rất quan trọng trong cái câu chấm đen này. Thì đầu tiên là anh em chọn những con ốc nó bằng đầu ngón tay. Đó, người ta thì có hai loại ốc người ta gọi, một là ốc vịt, hai là ốc ốc bún. Thì ốc vịt đẹp là ok. Đúng rồi, VIP 3 ủ như VIP 2 nhá. Ốc vịt đẹp thì ok, phải đều, mỏng vỏ. Tất cả ốc anh em mua yêu cầu là mỏng vỏ. Đấy. Mỏng vỏ, tươi sống và đầy miệng, đít không trắng. Huân thì Huân thích đánh ốc bún hơn là ốc vịt. Đấy, Huân thích đánh ốc bún hơn, ốc bún thì nó to hơn một chút, ốc vịt thì nó nhỏ hơn. Thì thật ra là về con ốc này ý, anh em ở tỉnh mà ở khu vực mà nhiều ốc thì nó quá dễ, quá thuận lợi cho anh em luôn. Có nghĩa là nhiều trường hợp là anh em đi câu thì bắt đầu mới gọi người ta mang ốc, hoặc là bắt đầu mới đi bắt. Một số anh em là có cái ưu thế gần khu vực sông, mương, ngòi, ao để bắt được ốc. Đây là những người mà sẽ đạt được kết quả rất là tốt. Đấy, còn một số anh em mình như ở khu vực Hà Nội, ở khu vực tỉnh mà ở xa với khu vực mà bắt được ốc, thì để có được những con ốc đẹp, ốc phù hợp, chất lượng để anh em mình câu là một điều khá là khó. Thì để có được những cái con ốc đẹp mà chất lượng thì anh em mình bắt buộc phải đi thám thính, có nghĩa là đi mua, đi thêm xem nhiều người bán ốc đó, thêm nhiều người bán ốc, xem ai là người có thể cung cấp cho mình cái sản phẩm tốt nhất thì bắt đầu mình mới lấy của sản phẩm người ta. Đấy, ốc tốt nhất là ốc mỏng vỏ, tươi sống, và họ phải có cái cam kết với mình là chỉ giao cho mình ốc đẹp. Đấy, họ phải có cam kết với mình là chỉ giao cho mình ốc đẹp, nếu ốc xấu không giao. Ốc xấu không giao, nhất là những hôm đi thi, đặc biệt là những hôm anh em đi thi thì phải ốc đẹp nó mới có cơ hội. Ốc là phải đẹp đầu tiên, những cái gì chúng ta làm được thì chúng ta nên làm, thì ốc phải đẹp đầu tiên. Ốc mỏng vỏ, thì ốc mỏng vỏ tươi sống thì anh em khi để vào chậu ấy thì anh em áp cái tai của mình vào này, nó phải có tiếng kêu sao. Nó cứ xè đều, lúc nào nó có xè hơi đều ấy. Đấy, thì đấy mới gọi là ốc khỏe. Còn nghe áp tai vào mẹ như áp tai vào đống đá vụn thì thôi, chúc mừng anh em quay vào ô vỡ mồm. Đấy, ốc mà nghe mà không có tiếng gì cả, xong lội để lúc sau thấy ruồi nhặng bầu đầy, đó, thấy ruồi nhặng bầu đầy thì ốc đấy là ốc nó quá kém rồi. Đấy, ốc bẩn mà không rửa có câu có sao không? Thì có một cái vấn đề là ốc và người ta bắt lên thì có những loại ốc sẽ rất là bẩn. Ốc bẩn ở đây là người ta bắt theo hình thức người ta cào, người ta cào bằng cái cào ấy, thì đâm ra là nó tảo bổ xiểng các kiểu con đà điểu luôn, và rất là bẩn. Thì cái ốc này anh em nên rửa sạch, hoặc là ốc, kể cả ốc sạch nhưng mà họ bắt và họ dính cả bùn rồi cả những con cá chết đó và có mùi,
để lâu, để khoảng qua đêm vào một ngày nữa nó có mùi thì anh em cũng lên rửa sạch. Đó, rửa sạch thì có mấy cái phương pháp mà ốc để lâu rồi thì có mấy cái phương pháp mà để làm sao cho ốc nó khỏe lại đấy. Thì anh em vào cái nhóm Zalo đi, trong đó thì Huân sẽ gửi cái hình ảnh cái sản phẩm đấy cho anh em để anh em có thể dùng cái sản phẩm đấy kích ốc cho nó khỏe. Mình thì cũng có một vài lần mình phải làm, tại vì không, ví dụ gần Tết chẳng hạn mình phải mua ốc trước cho nên ốc nó xấu. Nhất là anh em mà gần Tết thì anh em luôn phải dự trữ ốc để câu ra một vài ngày Tết. Trong trường hợp là những chỗ mà không mua được ốc, Hà Nội là cháy ốc, năm nào cũng thế, nên tới 20 cân, 30 cân, 1 cân. Và không có để mà mua. Năm nào cũng vậy, không có để mà mua. Bảo sao hôm chủ nhật em câu ốc bẩn cá nó không ăn luôn. Đúng rồi, ốc mà bẩn quá. Ốc mà bẩn quá mà em để kiểu có một vài con ốc chết, và đặc biệt là có những con cá con, cá bống, cá mương, cá tép, cá tôm tôm nhỏ ấy. Nó chết thối vào ốc rồi thì anh em câu nó không hiệu quả. Quan điểm của Huân thì là rửa sạch ốc, rửa sạch, nhặt sạch, nhặt hết những cái gì bẩn bẩn, rác bẩn rồi những cái bẩn bẩn mình nhặt hết ra. Anh em cứ nhặt ra những cái chậu ốc nhìn nó đẹp hẳn, nhìn mình là thích ăn thì đừng nói cá. Đấy, mình phải chịu có hầu nó một tí. Nhiều ông kia bảo là mẹ đổ xuống hồ thì như nhau hết. Thì đổ xuống hồ như nhau hết, nhưng mà tôi nhặt thì tôi lại thấy tự tin để tôi ôm cần. Yên tâm. Ông chủ shop bảo không phải rửa nên là phải nguyên à. Thì nói chung là mình trải nghiệm rồi thì mình có bài học thôi, không sao cả. Đó, tất cả mọi thứ nó đến với cuộc đời mình thì mình chỉ có biết ơn nó thôi. Đừng bao giờ ca thán, đừng bao giờ kêu ca. Tất cả mọi thứ nó đến với cuộc đời mình thì điều đầu tiên là mình biết ơn nó đã. Để lần sau mình có biết để mà rút kinh nghiệm. Chứ mình mà ca thán, mình kêu ca nó, lần sau mình lại dính. Thế cho nên là thôi, lần sau thì mình né, mình cẩn thận hơn. Đấy, lần sau mình cẩn thận hơn, mình rửa ốc đi. Nói chung là rửa hay không rửa anh em phải tự nhận biết. Chứ đừng có, cũng đừng nghe Huân là lúc nào phải rửa. Ốc mà vừa mò về, ốc mà các bà vừa mò về, ốc còn đẹp như thế. Mò thì người ta chỉ nhặt từng con, từng con, từng con thôi. Xong người ta thả vào chậu. Thì ốc đẹp như thế thì anh em rửa làm gì? Về phát cho thính vào ủ luôn. Đấy, ốc nó đẹp nhá. Thì không phải rửa. Đấy là về ốc.